Việt Trinh, người đẹp Tây Đô và mối tình với hai đại gia bị kết án tử. Việt Trinh được biết đến là một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Việt Nam những năm đầu thập niên 90. Gắn liền với sự nổi tiếng, cô cũng không tránh khỏi những tai tiếng ập đến bản thân khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, hôn nhân tan vỡ và bản lĩnh làm mẹ đơn thân. Tuổi thơ nghèo khó, làm thuê từ nhỏ. Sinh ra trong một gia đình nghèo với 7 anh em, cha mẹ chia tay từ khi còn nhỏ. Tuổi thơ của Việt Trinh cơ cực, vất vả hơn bạn bè cùng trang lứa nhiều lần. Cô luôn tâm niệm phải cố gắng kiếm tiền mà không biết rằng việc của mình khi ấy là phải cố gắng học giỏi để sau này thành tài. Năm 10 tuổi, vì muốn đỡ đần mẹ, Việt Trinh theo các bạn trong xóm đi gặt đậu phụng thuê để kiếm tiền, khiến bàn tay bị chảy máu và trầy xước quá nhiều. Mẹ Việt Trinh phát hiện ra chuyện này vì quá thương và giận con nên vừa đánh vừa khóc nói. Thà má nhịn ăn cũng được, để tiền cho con đi học chứ không để con dốt. Có lần bà còn dọa sẽ đánh què tay què chân nếu còn tiếp tục đi làm thuê. Háo thắng, chàng ép đồng nghiệp khi đi diễn. Đỉnh cao sự nghiệp của Việt Trinh phải kể đến vai Bạch Cúc trong Người đẹp Tây Đô năm 1996. Cô đi đến đâu là khán giả vây kín đến đó để xin chữ ký, tặng nhiều quà giá trị. Không chỉ chạy show, đóng phim, mỹ nhân Bình Phước còn làm người mẫu ảnh. Hình ảnh cô xuất hiện dày đặc trên các tờ lịch, quyển sổ tay, ảnh dán trang trí. Tuy nhiên, hệ quả từ việc nổi tiếng quá nhanh đã khiến cho Việt Trinh mắc bệnh ngôi sao, tính tình ngạo mạn, thường xuyên đưa ra những yêu cầu quá quắt cho ekip sản xuất. Đi vô nhà hàng là kêu đủ món đắt tiền chỉ để chứng tỏ mình giàu có rồi để thừa mứa. Không những vậy, mình còn đi trễ về sớm, hẹn mà không đến. Có lần cô còn hất tung nồi canh cá lóc của chị giúp việc lớn tuổi hơn mình vì không vừa ý. Không dừng lại ở đó, người đẹp còn lợi dụng sự tin tưởng, yêu mến của khán giả và sự nổi tiếng của mình để liên tục chèn ép người khác. Khi Việt Trinh đóng trong Ngọc Trong Đá với Trần Cảnh Đôn, bị đạo diễn phê bình nặng lời, cô cũng tìm cách để trả thù bằng những yêu sách, bắt đạo diễn phải chờ rất lâu và liên tục hủy hẹn. Lúc đó quá háo thắng và sân si, cảm thấy thích vì được trả thù. Sau này gặp phải nhiều vấp ngã trong cuộc đời, cô mới hối hận về những gì mình làm với đạo diễn. Ngoài chèn ép đồng nghiệp, mỹ nhân còn bị tố gian dối với khán giả. Chỉ vì lười viết thư hồi âm mà cô đã photo thành nhiều bản để gửi người hâm mộ. Sau khi bị phát hiện, Việt Trinh đã từ bỏ vì hối hận với những gì mình đã làm. Bên cạnh đó, cô cũng bị nhà sản xuất và đài truyền hình quay lưng, không ai mời đi casting. Để có được vai Bạch Cúc trong Người đẹp Tây Đô, Việt Trinh đã phải viết cam kết với đạo diễn Lê Công Bắc tuân thủ quy định trong suốt khoảng thời gian đóng phim. Mối tình với hai đại gia bị kết án tử hình. Việt Trinh từng có hai cuộc tình với Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao, những nhân vật vướng vòng lao lý khiến toàn bộ sự nghiệp của cô gần như tiêu tan. Một thời gian Việt Trinh chọn cách ở ẩn, cụ thể cả nước có một phen chấn động với vụ án của đại gia Phạm Huy Phước, giám đốc công ty Tamesco. Đại gia này đã vay hàng trăm tỷ đồng rồi nướng vào các sòng bạc, vào việc bao gái và dùng nó để hối lộ các quan chức. Khi vụ án bị phanh phui, Phạm Huy Phước đã bị tử hình, kết thúc cuộc đời một đại gia đã gây thất thoát của nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Thế nhưng người ta vẫn bàn tán xôn xao về chuyện tình của Phạm Huy Phước với diễn viên điện ảnh Việt Trinh, về chuyện khi còn chưa bị bắt, đại gia Phạm Huy Phước đã ôm cả núi tiền đi mua biệt thự xa hơi cho nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng thập kỷ 90 này. Việt Trinh bất hạnh hơn vì sau những ồn ào trong chuyện tình với Phạm Huy Phước, Việt Trinh tiếp tục dính líu tới một đại gia thứ hai, Trần Văn Giao, kẻ nổi tiếng trong vụ lừa đảo công ty Đông Phương, hiện đang thi hành án tù chung thân tại trạm giam Xuân Lộc. Sau khi Trần Văn Giao bị bắt, những dấu chấm hỏi về sự liên quan của nữ diễn viên điện ảnh Việt Trinh với Trần Văn Giao bắt đầu được đưa ra mổ xẻ. Nữ diễn viên điện ảnh Việt Trinh chính là người có mặt trong chiếc xe ô tô của Trần Văn Giao hôm Trần Văn Giao bị bắt. Khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Việt Trinh phủ nhận những liên quan của mình đến Trần Văn Giao, phủ nhận cả mối quan hệ tình cảm của cô với đại gia này và cho rằng mình là nạn nhân bị Trần Văn Giao lừa đảo trong việc mua bán đất đai. Bất chấp những lời giải thích của Việt Trinh thì ngay sau đó, dư luận và các dự án điện ảnh cũng quay mặt với cô, buộc Việt Trinh phải rút lui vào hậu trường cho đến khi dư luận yên ắng trở lại. Hình ảnh sang trọng và trong sáng của Việt Trinh đã bị hai người tình dính líu đến pháp luật của mình làm tổn thương nặng nề. Ly hôn chồng vì bị xúc phạm. Bị chồng nhìn nhận khắt khe về sự nghiệp mình tôn thờ, Việt Trinh đã không chấp nhận được và muốn ly hôn. Việt Trinh cũng thừa nhận trong chuyện ly hôn có một phần lỗi của chị khi quá mải mê công việc nên lơ là chuyện gia đình, không chăm sóc con cái được nhiều. Không chỉ vậy, thời gian chị chăm sóc cho chồng cũng không nhiều. Từ những kinh nghiệm cá nhân, Việt Trinh cũng đưa ra lời khuyên với nhiều chị em rằng khi mang thai đừng nên có suy nghĩ, tôi đang mang thai con của anh phải chăm sóc tôi 100%. Người phụ nữ đừng cho rằng mình được quyền này nọ, trách móc và cằn nhằn chồng quá nhiều, bởi người đàn ông cũng có lúc mỏi mệt, không tránh khỏi lúc họ chăm sóc mình cẩn thận, lúc thì hời hợt. Việt Trinh cảm nhận được ngoài tình yêu trai gái, cô cho rằng còn rất nhiều tình thương yêu với mình như tình yêu của cha mẹ, gia đình, của con mình. Chính vì vậy, Việt Trinh từng bày tỏ cần một người bạn tri kỷ hơn là người bạn đời. Làm mẹ đơn thân, quy y cửa Phật.
Nhiều năm qua chưa ai từng thấy Việt Trinh đi bên người đàn ông nào hay chia sẻ chuyện cá nhân. Chỉ biết trong chuyện đời cô trong quá khứ nhiều sóng gió khiến Việt Trinh chọn cách không lập gia đình, một mình nuôi con. Gần 50 tuổi nhưng Việt Trinh vẫn tươi trẻ mặn mà. Cô chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao kết hợp với ăn chay trường trong nhiều năm. Việt Trinh cho biết việc ăn chay không chỉ giúp cô đẹp hơn, giữ dáng mà còn đem lại sự thanh tịnh cho tâm hồn. Nét đẹp vượt thời gian của Việt Trinh khiến cho nhiều cô gái trẻ cũng phải ghen tị. Người đẹp từng tuyên bố sẽ chọn cuộc sống độc thân suốt đời. Việt Trinh tập trung hoạt động từ thiện, một lòng hướng về Phật Pháp và hài lòng với cuộc sống cùng con trai 12 tuổi. Người đẹp Bình Phước chỉ thật sự tỉnh ngộ khi liên tiếp trải qua nỗi đau mất mẹ và anh trai trong 2 năm. Cô bắt đầu ở ẩn, quy y cửa Phật, ăn chay, thường xuyên làm việc thiện. Năm 2020, cô tuyên bố sẽ hiến tạng sau khi qua đời. Với Việt Trinh, con trai thiện nhân chính là nguồn vui, là động lực của cô và bản thân cô không muốn đi bước nữa. Trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên đã rơi nước mắt nói rằng, tới nay tôi nuôi con một mình gần 12 năm rồi mà không dám đi bước nữa. Khẳng định luôn bây giờ cho đến khi nhắm mắt lìa đời cũng không tự tin lập gia đình lần nữa. Hiện tại, hai mẹ con đang sống tại biệt thự nhà vườn ngập cây xanh và hoa quả tại Bình Dương. Cô thường xuyên đăng ảnh đi du lịch cùng con trai. Nữ diễn viên tự hào mình là một nông dân chính hiệu khi thường xuyên chăm sóc vườn rau quả.